Xin chào các bạn đã quay trở lại với nhóm review. Thì hôm nay nhóm sẽ tiếp tục với cái mô hình cửa tự động sử dụng vân tay với mô đun nhận dạng vân tay R305. Thì lần trước thì mình đã giới thiệu đến các bạn cái mô hình cửa với kết hợp của mô đun giải mã vân tay K215 với nhận dạng vân tay R305. Thì hôm nay mình sẽ tiếp tục cái video này với sự kết hợp của mô đun giải mã vân tay K212 và R305. Đây là mô đun của mình. Thì ở đây mình có một cái mạch điều khiển động cơ do mình tự làm và kết hợp với mô đun. Mô hình thì không khác gì lần trước. Thì ở mô hình này nó có một cái ưu điểm lớn, ưu điểm vượt trội hơn ở cái mô hình lần trước, đấy là lần này thì mình đã làm cho cửa mở tự động. Mình chỉ cần nhân dạng vân tay ở trong và mình có thể đóng cửa ở trong. Nhưng mô đun lần trước thì cái vấn đề đấy nó còn hơi bị bất cập một chút. Thì lần này mình đã có một cái nút nhấn ở trong. Thế là cái mô đun K212 này nó có tích hợp một cái nút nhấn, các bạn có thể thay thế được cái nhận dạng vân tay và các bạn không cần phải nhận dạng vân tay nữa, các bạn chỉ cần nhấn nút nhấn đấy là các bạn đã có thể đóng cửa từ phía bên trong rồi. Bây giờ thì mình sẽ tiến hành test. Thì ở đây bây giờ mình sẽ dùng vân tay đấy, cửa sẽ tự động mở. Khi các bạn nhấn vân tay vào mô đun nhận vân tay, cửa sẽ tự động mở ra. Đấy, bây giờ mình sẽ dùng vân tay để đóng vào. Đấy. Bây giờ mình sẽ thử cái nút nhấn. Đây. Sẽ có nút nhấn đằng sau này. Các bạn đấy, mình có thể đóng cửa cả ở trong và ngoài nhà. Ở trong nhà thì mình sẽ dùng nút nhấn cho dễ dàng hơn, thì các bạn không phải dùng vân tay nhiều lần, các bạn có thể tiết kiệm được một cái nhận dạng vân tay rất là đơn giản, chỉ với một cái mạch giải mã vân tay K215. Rất là tiện lợi không? Công dụng thì như cái video lần trước mình đã nói là rất là tiện lợi, các bạn ra ngoài không cần phải đem theo chìa khóa, không cần phải, các bạn chỉ cần dùng vân tay của mình để có thể đóng mở cửa, rất tiện lợi. Thì video của mình đến đây xin kết thúc. Các bạn hãy like và comment ở dưới cái ý kiến của bạn, những câu hỏi các bạn đặt ra cho mình. Các bạn hãy subscribe và chia sẻ kênh YouTube của mình để video của mình tiến đến với nhiều người hơn và nhiều người biết, và các bạn sẽ có thể đón nhận thêm nhiều sản phẩm mới từ nhóm review. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại. Xin chào.